Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, vùng núi rét hại có nơi dưới 3 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, trong đó ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9 biển động mạnh. Trời đầy mây, cộng với gió Đông Bắc thổi liên tục, giữ nền nhiệt Hà Nội ít thay đổi. Từ lúc này đến chiều là khoảng 14-15 đến 15 độ C, nên tối giảm xuống còn 13 độ C. Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 1 là giai đoạn rét nhất của đợt này. Nhiệt độ ngày đêm ở Hà Nội 12 đến 16 độ C. Từ ngày 28 tháng chạp âm lịch trở đi, ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ lên 18 đến 21 độ C. Ngoài gây rét đậm rét hại cho phía Bắc, không khí lạnh mạnh cũng khiến khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi chuyển mưa rông từ nay đến hết 18 tháng 1. Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung Bộ gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ nay đến ngày 18 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9 đến 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 đến 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Từ nay đến 18 tháng 1, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào; cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. vùng núi cao, khu vực bắc bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.